giai pháp bồ đề tâm diễn ly chưa vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Chư Phật quay lực họ trì hiện kiếm, chư Phật tự đảnh thân tâm thân.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.